Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire cho chúng ta đó là nhận hiệu quả táo. Đấy, hiệu quả táo và lưỡi hái lục bảo, cái lưỡi hái này cũng xấu thôi. Đấy, thế nên bên Anna Free Fire cho chúng ta làm 150 kim cương để nhận được. Đấy, chứ còn cái lưỡi hái này mà đẹp ấy, thì còn cái nịt nha anh em nhá. Ui. Nó có quả lưỡi hai đôi à? Và hình nó bị cu đơ anh em ạ. Và hình nó bị cu đơ trên màn hình nhìn buồn cười thật sự. Đấy, chứ buồn cười vậy trưởng. Ở đây chúng ta khi mà nạp 300 kim cương sẽ nhận được 10 hiệu táo nha anh em nhá. Thì cái hiệu táo này là để làm gì? Thì đây là cái hiệu mà để đổi hai cái bộ đồ, đó là bộ đồ xạ thủ thời gian và ma búp bê. Thì lâu lắm rồi cái bộ xạ thủ thời gian này nó mới quay trở lại trong Anna Free Fire. Đấy, ở đây chúng ta có thể ngoài sát bên Anna Free Fire cho chúng ta mua lẻ cái hiệu gấu hồng để trong cái hộp bước nhảy. Nhưng mà tôi nghĩ cái này nó là lỗi thôi. Cái này tôi nghĩ là lỗi thôi. Đây tôi mua 25 cái được một cái huy hiệu gấu hồng. Đấy, tôi nghĩ cái này nó là một cái hộp gì đấy mà bên Anna Free Fire làm lỗi. Đấy, ok, thì cái hộp ma búp bê và xạ thủ thời gian ấy thì chúng ta sẽ có thể là đổi được bộ ma búp bê và xạ thủ thời gian. Thì cái bộ xạ thủ thời gian này là một cái bộ chế tác rất đẹp, lâu rồi nó mới không ra mắt. Đấy, nhưng mà giá nó cũng tương đối chát, 189, 159 và 119. Thì mình nghĩ là anh em phải mất khoảng 2.500 kim cương thì mới có thể nhận được những cái bộ đồ ở cấp đắt nhất. Đấy, bởi vì là mở thì cũng toàn ra 1, 2, 3 quả táo thôi. Tuy nhiên thì ở đây có một cái sự kiện mà sáng anh em cũng có hỏi. Đấy là bên Anna Free Fire cho chúng ta cày free. Cái sự kiện của cày free cái hiệu quả táo. Đây, cày free hiệu quả táo đây. Chúng ta sẽ có thể cày được 10 hiệu quả táo khi mà hạ cùng 5 mạng và chơi trên 10 phút. Nhưng mà cái vấn đề có nhiều bạn hỏi là cái sự kiện này có reset hàng ngày không? Thì cá nhân tôi nghĩ chắc là không. Đấy, chẳng lẽ là bây giờ họ cho chúng ta chơi cày hàng ngày thì chúng ta có thể nhận free cái bộ đồ này thì nghe cũng vẻ hơi vô lý. Thế cái này cũng là tiền cả. Đấy, chúng ta có thể đổi được cái bản thiết kế thời gian này ra 10 quả táo nữa. Đấy, thì tôi nghĩ là chắc cái này bên Anna Free Fire cho chúng ta cày nhận được 10 cái hiệu quả táo thôi. Nhưng nếu như mà ngày nào họ cũng cho chúng ta nếu mà họ reset lại cái hiệu quả táo này hàng ngày ấy, thì từ 16 đến ngày 29, tức là tổng cộng là 14 ngày, thì tổng cộng chúng ta sẽ có tới 140 huy hiệu và chúng ta hoàn toàn có thể đổi được một bộ. Thì cái này phải đến ngày mai mới biết là nó có reset không. Nhưng cá nhân tôi nghĩ chắc là không reset đâu. Đấy, tôi nghĩ là không reset đâu. Chơi huy hiệu đổi trang phục ma búp bê thì tôi nghĩ là chắc cái này nó không reset đâu. Tại vì chẳng lẽ bên Anna Free Fire lại ngáo thế. Đấy, mà trong trường hợp họ ngáo thế thì xin chúc mừng anh em, chúng ta sẽ có ma búp bê hoặc là bộ xạ thủ thời gian free. Đấy, cái này thì tôi cũng không chắc lắm nha anh em nhá. Nhưng mà cái này thì ngày mai chúng ta mới biết được là sự kiện này có reset hay không. Nhưng tôi nghĩ chắc là không reset. Ok, thì bây giờ mình sẽ test cho anh em cái tỷ lệ của cái hộp này. Xem nó bao nhiêu, làm 35 hộp nha. Chả biết đủ 9, mình có 862 kim cương thôi. Chỉ mua được 30, khoảng 30 mấy nha. 33. 34 cái hộp. 34 hộp và tích cực quay tay, vận may sẽ tới là ra phát ra bộ trang phục luôn đấy bạn ơi. Toàn 1,2 quả táo. Úi giời, 1,2,3 quả táo. Úi giời, được 5 quả táo này. Úi giời, lại 1,2 này. Ui giời, úi giời, được phát 5. Đấy, ui lông côm lắm luôn. Được có 89 quả táo thôi, chưa đủ. Đấy, mà trong khi đấy là thực ra toàn bộ phần lượt quay vừa rồi là mình được có khoảng 7 mấy thôi. Tại vì lúc đấy mình đã nhận 10 quả táo ở đằng kia rồi. Đấy, mình đã nhận 10 quả táo lúc nạp thẻ rồi. Với cả, tức là mình nhận 20 quả táo vừa rồi được có 69. Mình sẽ mua tiếp thêm 30 quả táo nữa nhá. 30 hộp nữa nhá. Đấy, 30 hộp nữa xem nào. Úi giời, được 8 táo này. Được 1, 2, 3. Úi giời, 5 con 1. Vâng, 5 con 1 ạ. Đùa cả dán ác thật. 147 này. Đùa 147 là còn chưa đổi được bộ 159, còn thiếu 12 huy hiệu nữa mới được 159 để đổi được bộ xanh xanh này. Cay. Và cay bộ xanh xanh này đẹp phết đấy. Và làm thêm 8 hộp nữa nhá. Đấy, 8 hộp. Ui lại 1,2 này, tỷ lệ như cái nồi. Đấy, tỷ lệ như cái nồi được đúng 159 luôn. Như vậy là mình tốn khoảng 2000 kim cương cộng thêm với cả một cái vé cộng thêm mấy là sự kiện nạp thẻ đấy, đủ các kiểu các trò mới đủ nhận được một bộ đắt anh em ạ. Thế nên tôi nghĩ là chắc là bên Anna Free Fire không free này đâu. Nói chung là có tiền ấy, tôi nói thật với anh em là tôi sẽ qua Riaki Store đấy để mua tai nghe để cải thiện khả năng chơi game của mình. Đấy, khi mua một tai nghe bất kỳ thì mình sẽ có thể được nhận ngay đó là một con mini Lego nhá. Đấy, thì cái tai nghe này là tai nghe cách âm chống ngôn đấy, phân biệt được tiếng chân, tiếng súng, tiếng nói chuyện các thứ, nó rất là chuẩn chỉnh. Ngoài ra thì một số dòng như G10, G Pro thì còn có đó là mic rời. Anh em có thể tham khảo sản phẩm này tại đường link Shopee Riaki Store HN, Riaki Store HCM nha.
Ok. Đấy, nói chung là đây, bộ này vào game thì màu sắc là bộ này nó đẹp. Đấy, bộ xạ thủ thời gian tôi nói với anh em mà màu sắc nó tương đối đẹp. À, bộ này trông được thật sự ạ. À, và đẩy lên đến vị trí của Rika kia, Sechimerga nhất Việt Nam. Nhưng mà một số thằng khác còn gà, tôi sẽ khẳng định với anh em như vậy luôn. Rồi, ta ra đây cậu quẩy nóng quẩy nguội em phát nào. Rồi, đâu rồi? Trốn hết rồi à? Hôm nay buồn tẻ nhỉ? À đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đã đến lúc đi móc lốp. Đấy, xạ thủ thời gian thì phải đi móc lốp chứ. Đấy, để cho tiết kiệm thời gian. Làm sao? Làm sao? Mua với chúng tôi á. Hayato thức tỉnh à? Hayato thức tỉnh. Mua với chúng tôi. Mua với chúng tôi là bạn dở rồi. Mua với... Ái chà, chít tịt. Chúng ta là bắn tôi ở phía đằng sau lưng. À, bắn cậu à. Bắn cậu con hàng này. Con hàng này xin nhẹ cái đầu. Hết thuật, hết thuật. Hết thuật. Đấy, hết thuật. Đấy, nằm ngay. À, ok, thì bên ngoài những cái nội dung mà liên quan đến cập nhật OB34 thì mấy hôm nay tôi đã update cho anh em tương đối nhiều rồi. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin về những cái bộ trang phục mới ra. Nhưng mà lần này thì số lượng thông tin nó cũng không phải là nhiều lắm. Đấy, lần này thì có vẻ bên Nga là Free Fire của em khá kỹ. Bởi vì bình thường thì khi mà ra phiên bản thử nghiệm ấy, chúng ta cũng có một số leaker ở bên nước ngoài. Họ sẽ hé lộ chúng ta một số những cái bộ trang phục mà theo kiểu là thẻ hữu tiếp theo. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta vẫn đang chưa thấy có những cái thông tin leak này. Đấy, ui dồi ôi, tươi ngay. Nói chung cái bộ này thì ở đằng sau lưng nó không có cái hiệu ứng. Thì không biết là cái bộ đắt nhất bây giờ bên Nana Free Fire đã sửa lại chưa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái bộ trang phục đầu tiên được dự đoán là sẽ nằm ở trong vòng quay vàng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có bộ đồ trang phục gấu trúc nam. Đây là bộ gấu trúc nam nha anh em nhé. Đấy, chúng ta thường đã có cái bộ gấu trúc nữ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có đó là bộ gấu trúc nam. Thì cái bộ gấu trúc nam này nó có cái gì? Nó sẽ có một cái mũ hình con gấu trúc. Và nó sẽ có một cái khăn kiểu à, cái không phải cái gối choàng cổ con gấu trúc ấy. Thì bộ gấu trúc này trông khá đẹp. Đấy, cá nhân tôi đánh giá là bộ gấu trúc này trông cũng khá đẹp. Thì không biết là bộ này nó là bộ áo liền quần luôn hay là bộ áo lẻ. Tôi nghĩ chắc là bộ áo lẻ. Nhưng mà thường thì cái bộ gấu trúc này ấy, bên Anna Free Fire rất có thể sẽ lươn lẹo. Anh em biết lươn lẹo gì không? Tại vì trông cái bộ này nó đẹp ấy nên có thể các server khác nó sẽ nằm trong vòng quay vàng, nhưng mà riêng ở một cái server nào đấy thì nó sẽ nằm ở trong sự kiện mất tiền. Đấy, chúng ta đã từng biết đến cái vụ của cái bộ đồ game thủ đúng không? Đấy, cái bộ đồ anh hùng bàn phím, anh em nhớ bộ đồ anh hùng bàn phím không? Rõ ràng các server khác nó là đồ vòng quay vàng hoặc là đồ quy đổi bằng thẻ FF. Đấy, màu đỏ. Nhưng mà riêng ở server nào đấy của chúng ta thì nó lại không được. Ngoài cái bộ gấu trúc thì chúng ta sẽ có một bộ đồ tiếp theo cũng liên quan động vật, đấy là bộ đồ bò sữa. Đây là bộ đồ bò sữa. Bộ này thì khả năng là 99.69% thì sẽ là bộ đồ áo liền quần. Đấy, và bộ này thì mình cũng nghĩ rằng bộ này có khả năng là sẽ nằm ở trong vòng quay may mắn vàng, tại vì trông nó cũng khá đơn giản. Thì bộ này là bộ đồ nữ cho bò sữa, à bộ đồ bò sữa dành cho nữ nhầm. Bộ đồ nữ dành cho bò sữa thì nó mặc kiểu gì? Thì cái bộ này khả năng cao, xác suất là nằm trong vòng quay vàng là khá cao, mình nghĩ là như vậy. Các bạn là bởi vì cái bộ này thì trông nó cũng khá đơn giản, và quan trọng là nó lại đồ áo liên quần, mà đồ áo liên quần thì thường là khó bán lắm, trừ bộ đạo trích xanh. Đấy, áo liên quần nói với anh em là rất khó bán luôn. Thế nên là khả năng cao, tôi nghĩ là khoảng 80%. Đấy, 80% là bộ này sẽ nằm ở trong cái vòng quay mắn vàng. Và nếu như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một bộ đồ theo kiểu cute. Tại vì lần trước chúng ta đã có bộ cá mập rồi. Tiếp theo là một bộ đồ trông khá phèn. Đấy, một bộ đồ trông khá phèn mà rất nhiều anh em có dự đoán đây khả năng 90% là bộ đồ trong vòng quay mắn vàng. Tôi cũng chả biết đây là phong cách gì đó, nhưng đây là phong cách trông nó rất là phèn. Đấy, bộ này trông nó rất là phèn. Nhưng mà một trong những cái vấn đề là bộ này đó là bộ nam. Bộ nam thì khả năng là có thể nằm trong cái vòng quay quy đổi thẻ FF màu đỏ. Đấy, tại vì nó là những thứ mà dù sao chúng ta phải mất tiền để bỏ ra mua. Đấy, thì cái bộ đồ trông phèn phèn này tôi chả biết đặt là cái gì đó, nhưng mà gọi là chiến binh dâu rậm đi. Đấy, thì nó sẽ nằm trong vòng quay, nó nằm trong quy đổi. Còn bộ bò sữa thì nó là bộ đồ nữ, nó sẽ nằm trong vòng quay mắn vàng. Đấy, đấy là một cái dự đoán. Đấy, nhưng mà tất nhiên là chúng ta vẫn còn lại một vài những cái ứng cử viên khác mà sẽ nằm trong vòng quay mắn vàng mình muốn giới thiệu cho anh em. Bộ đồ tiếp theo thì nó lại liên quan đến động vật. Đấy, đấy bộ này thì không phải là bộ bò sữa, mà nói chung là tôi cũng không biết là bộ này là hình con gì đấy, mà kiểu hình con rơi anh em ạ. Nhưng mà trông hơi giống bò sữa đấy. Đấy, tại vì là ở trên cái áo nó có cái hình cái cốc trà sữa. Đấy, có một cái cốc gì đấy mà trông nó giống bò sữa. Nói chung là bộ này thì cũng là bò sữa. Bộ kia là bò sữa nữ, thì bộ này là bò sữa nam. Đấy, nhưng mà bộ bò sữa nam này khả năng cao nó có thể mất tiền. Đấy, bộ bò sữa nữ thì không mất tiền. Bộ bò sữa nam thì khả năng cao là sẽ mất tiền. Thì đấy cũng là một cái khả năng. Nhưng mà thường thì đồ nam thì hiếm khi nằm trong vòng quay mắn vàng. Đấy, nhưng mà nói thế nhưng mà mùa vừa rồi chúng ta vẫn có cái bộ nằm trong quanh mắn vàng ấy thôi. Đấy, và cái bộ cuối cùng mà mình muốn nói cho anh em đấy là một cái bộ đồ mà tôi cũng không biết là theo phong cách gì nữa. Đấy, phong cách nó gọi là kín trên, hở hở trên, hở cả dưới nữa.
Đấy, nên là cái bộ này thì tôi nghĩ là nó khá đẹp nha. Bộ này thì khả năng cao là cũng có thể nằm trong vòng may mắn vàng, vì nó nhưng mà cái khả năng có lẽ khoảng 40% thôi. Đấy, tại vì trông nó cũng khá đẹp, trông cái tóc trông vẻ khá đẹp đấy. Ok, thì đó vừa rồi là một số những cái dự đoán của mình liên quan đến bộ đồ tiếp theo sẽ xuất hiện trong vòng may mắn vàng. Anh em nghĩ là bộ nào khả năng sẽ nằm trong vòng may mắn vàng hay là một bộ đồ khác thì anh em hãy comment ở phía dưới video này nha. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia, mình thấy video mình lành mạnh bổ ích, mang lại cho anh em giây phút giải trí, anh em đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái. Còn nếu mà không đẹp trai xinh gái thì kệ anh em thôi. Ok, còn bây giờ xin chào và bye bye.